Thân chào các em học sinh khối lớp 7. Chào mừng các em đã đến với tiết học địa lý ngày hôm nay. Ở bài trước thì cô cùng các em đã tìm hiểu về một kiểu môi trường đầu tiên trong đới nóng, đó là môi trường xích đạo ẩm. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu kiểu môi trường thứ hai, đó là môi trường nhiệt đới. Trong bài này thì các em sẽ tìm hiểu hai nội dung chính. Thứ nhất là khí hậu và thứ hai là các đặc điểm khác của môi trường. Cô cùng các em sẽ bước vào tìm hiểu phần 1, khí hậu. Các em sẽ quan sát vào lượt đồ hình 5.1 trong sách giáo khoa trang 16 và xác định vị trí của môi trường nhiệt đới. Ở tiết trước thì chúng ta đã học môi trường xích đạo ẩm nằm trong khoảng từ 5 độ Bắc đến 5 độ Nam. Như vậy thì môi trường nhiệt đới sẽ là môi trường tiếp theo của môi trường xích đạo ẩm. Vậy thì môi trường nhiệt đới sẽ nằm trong khoảng vĩ độ từ 5 độ đến chí tuyến ở cả hai bán cầu. Môi trường nhiệt đới được ký hiệu bằng màu xanh ngọc. Và trên lượt đồ thì đây là những cái khu vực trên thế giới có môi trường nhiệt đới, như là châu Á, châu Phi, châu Mỹ và châu Đại Dương. Các em sẽ quan sát trên lượt đồ và xác định vị trí của hai điểm Malacca và Yamena. Quan sát trên lượt đồ thì các em cũng có thể dễ dàng thấy được vị trí của hai điểm Yamena và Malacca nằm ở châu Phi. Yamena nằm ở vĩ độ 12 độ Bắc và Malacca nằm ở vĩ độ là 9 độ Bắc. Như vậy thì hai địa điểm này cùng nằm trong bán cầu Bắc. Các em sẽ quan sát vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở hình 6.1 và 6.2 trong sách giáo khoa trang 20, hoặc các em có thể quan sát lên trên màn hình. Hình 6.1 biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Malacca, Sudan. Hình 6.2 biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Yamena, Sát. Các em sẽ quan sát vào biểu đồ khí hậu ở hình 6.1 và 6.2 và hoàn thành các yêu cầu sau. Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Malacca và Yamena. Rút ra kết luận hai địa điểm này có những đặc điểm nào giống nhau về chế độ nhiệt và chế độ mưa. Từ đó nhận xét về đặc điểm chung của khí hậu ở môi trường nhiệt đới. Từ những yêu cầu ở trên thì các em sẽ hoàn thành vào trong cái bảng dưới đây, là bảng đặc điểm khí hậu ở Malacca và Yamena. Về cách phân tích biểu đồ thì cô đã hướng dẫn các em phân tích biểu đồ ở bài 5, đới nóng, môi trường xích đạo ẩm, và chúng ta đã phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Singapore rất là kỹ. Ở đây thì cô sẽ nói ngắn gọn về nhiệt độ ở Malacca. Nhiệt độ cao nhất thì các em sẽ đặt thước vào điểm cao nhất trên đường màu đỏ. Đây là điểm có nhiệt độ cao nhất. Để biết được tháng mấy thì các em sẽ giống thước xuống cái tháng đó. Vậy thì ở Malacca, nhiệt độ cao nhất là 28 độ C vào tháng 4. Nhiệt độ thấp nhất thì các em đặt thước vào điểm thấp nhất trên đường màu đỏ. Vậy là hai điểm có nhiệt độ thấp nhất. Vậy là các tháng có nhiệt độ thấp nhất. Như vậy thì nhiệt độ thấp nhất là 25 độ C vào tháng 12, tháng 1. Biên độ nhiệt năm thì các em sẽ lấy nhiệt độ của tháng cao nhất trừ cho nhiệt độ của tháng thấp nhất. Như vậy thì 28 độ C trừ 25 độ C và biên độ nhiệt năm ở đây là 3 độ C. Hai biểu đồ này cùng nằm trong đới nóng. Như vậy thì ở đới nóng, những tháng có mưa nhiều là những tháng có lượng mưa trên hoặc bằng 100 mm. Các em sẽ đặt thước vào mốc 100 mm. Như vậy thì những tháng nào có lượng mưa bằng hoặc là trên 100 mm thì là những tháng mưa nhiều. Ở Malacca, tháng mưa nhiều là tháng 6, 7, 8, 9. Tháng mưa ít là các tháng 3, 4, 5, 10 và 11. Các tháng không mưa là những tháng 1, 2 và 12. Tổng lượng mưa thì các em sẽ đo lượng mưa của tất cả các tháng trong năm và cộng lại.
Ở Malacan, tổng lượng mưa sẽ là 840 mm. Tương tự như vậy thì các em cũng làm với Samina. Nhiệt độ cao nhất là 33 độ C vào tháng 5. Nhiệt độ thấp nhất là 22 độ C vào tháng 12, tháng 1. Biên độ nhiệt năm là 11 độ C. Các tháng mưa nhiều là tháng 7, 8, 9. Các tháng không mưa là những tháng 4, 5, 6 và tháng 10. Các tháng không mưa là tháng 1, 2, 3, 11 và 12. Tổng lượng mưa ở Zamina sẽ là 615 mm. Như vậy thì từ đây các em hãy rút ra kết luận về những điểm giống nhau về chế độ nhiệt và chế độ mưa giữa hai biểu đồ Malacan và Zamina. Đầu tiên là về chế độ nhiệt, thì các em thấy là nhiệt độ của tất cả các tháng trong năm đều trên 20 độ C. Như vậy thì đầu tiên về chế độ nhiệt ta sẽ nhận xét đó là nắng nóng quanh năm và nhiệt độ trung bình là trên 20 độ C. Về chế độ mưa thì hai biểu đồ này cùng nằm ở bán cầu Bắc. Như vậy ở bán cầu Bắc thì mùa hạ là mùa có mưa nhiều từ tháng 5 đến tháng 10, và các em quan sát vào các tháng mưa nhiều của hai biểu đồ này thì nó đều nằm trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 10. Như vậy thì ở đây những tháng mưa nhiều lại tập trung vào mùa hạ và có một thời kỳ khô hạn kéo dài, tức là có những tháng không mưa kéo dài từ 3 đến 9 tháng và lượng mưa trung bình năm từ 500 đến 1.500 mm trên năm. Như vậy thì ở đây cô sẽ có kết luận về điểm giống nhau giữa hai biểu đồ ở Malacan và Zamina như sau. Nóng quanh năm, nhiệt độ trung bình trên 20 độ C, mưa tập trung vào một mùa, mùa hạ, có thời kỳ khô hạn kéo dài từ 3 đến 9 tháng, lượng mưa trung bình từ 500 đến 1.000 mm trên năm. Dựa vào cái bảng đặc điểm khí hậu mà chúng ta vừa phân tích thì các em hãy cho biết biểu đồ nào có biên độ nhiệt lớn hơn và biểu đồ nào có lượng mưa ít hơn. Như vậy thì quan sát vào cái bảng đặc điểm khí hậu ở Malacan và Zamina thì các em có thể thấy được Zamina là cái biểu đồ có biên độ nhiệt lớn hơn rất nhiều so với Malacan. Biên độ nhiệt năm ở Zamina lên đến 11 độ C và lượng mưa ở Zamina cũng ít hơn rất là nhiều so với Malacan, và các tháng khô hạn của nó cũng nhiều hơn. Như vậy thì Samena có biên độ nhiệt lớn hơn và lượng mưa trung bình ít hơn. Vậy thì vì sao Samena lại có biên độ nhiệt lớn hơn và lượng mưa trung bình ít hơn? Các em sẽ quan sát lại vị trí của hai địa điểm này trên lược đồ. Samena nằm ở vĩ độ 12 độ Bắc và Malacan nằm ở vĩ độ là 9 độ Bắc. Như vậy thì hai địa điểm này, địa điểm nào nằm gần về phía chí tuyến hơn? Ở quan sát vào đây thì các em có thể thấy được Samena nằm gần về phía chí tuyến hơn so với Malacan. Như vậy thì từ đây các em có thể rút ra được một cái kết luận, đó là càng gần về phía chí tuyến thì thời kỳ khô hạn càng kéo dài và biên độ nhiệt năm càng lớn. Như vậy, đặc điểm chung của môi trường nhiệt đới là gì? Đặc điểm chung của môi trường nhiệt đới đó là nóng quanh năm, nhiệt độ trung bình trên 20 độ C, mưa tập trung vào một mùa, mùa hạ, lượng mưa trung bình từ 500 đến 1.500 mm trên năm. Càng gần chí tuyến thì thời kỳ khô hạn càng kéo dài từ 3 đến 9 tháng và biên độ nhiệt trong năm càng lớn. Cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sang phần 2, các đặc điểm khác của môi trường. Trên màn hình là hình 6.3 và hình 6.4. Hình 6.3 là savan ở Kenya vào mùa mưa,
và hình 6.4 là savan ở Cộng hòa Trung Phi vào mùa mưa. Các em sẽ quan sát hai hình này và cho biết điểm giống và khác nhau giữa savan ở Kenya và savan ở Cộng hòa Trung Phi. Về điểm giống nhau thì hai hình này đều là vào thời kỳ mùa mưa và đều là savan. Về điểm khác nhau thì hình 6.3, cây baobab mọc ở giữa và xung quanh là cỏ vàng thưa và không có rừng hành lang. Còn hình 6.4 là cái thảm cỏ nó dày và nó xanh hơn, nhiều cây cao phát triển và có rừng hành lang. Vậy thì các em hãy cho biết yếu tố nào đã làm cho cảnh quan ở hai nơi này khác nhau như vậy. Vì lượng mưa và thời gian mưa ở Kenya ít hơn ở Cộng hòa Trung Phi, cho nên thực vật cũng có sự thay đổi theo. Sự thay đổi về lượng mưa theo mùa của môi trường nhiệt đới có ảnh hưởng tới thiên nhiên ra sao? Lượng mưa thay đổi theo mùa cũng làm cho thiên nhiên thay đổi theo mùa. Vào mùa mưa, cây cối xanh tốt, nước sông dâng cao. Vào mùa khô, cây cỏ úa vàng, nước sông khô cạn. Chế độ nước của sông phần lớn phụ thuộc vào chế độ mưa. Khí hậu nhiệt đới có hai mùa là mùa mưa và mùa khô rõ rệt. Do đó, chế độ nước của sông cũng có hai mùa là mùa lũ và mùa cạn. Các em sẽ đọc nội dung trong sách giáo khoa trang 21 và trả lời câu hỏi từ xích đạo về hai chí tuyến thảm thực vật có sự thay đổi như thế nào. Từ xích đạo về hai chí tuyến thảm thực vật có sự thay đổi từ rừng thưa sang đồng cỏ cao nhiệt đới hay còn gọi là savan và cuối cùng là nửa hoang mạc. Như vậy thì các em thấy càng về phía chí tuyến thì thực vật càng nghèo nàn và khô cằn hơn. Ở môi trường nhiệt đới, lượng mưa và thời gian khô hạn có ảnh hưởng đến thực vật, con người và thiên nhiên. Savan hay còn gọi là đồng cỏ cao nhiệt đới là thảm thực vật tiêu biểu của môi trường nhiệt đới. Các em hãy đọc nội dung trong sách giáo khoa trang 21 để tìm hiểu về quá trình hình thành đất Ferrolit và giải thích tại sao đất ở vùng nhiệt đới lại có màu đỏ vàng. Ở miền đồi núi, trong mùa mưa thì nước mưa sẽ thấm sâu xuống các lớp đất đá bên dưới và đến mùa khô thì nước lại di chuyển lên và mang theo oxit sắt, oxit nhôm tích tụ dần ở gần mặt đất làm cho đất có màu đỏ vàng hay còn gọi là đất Ferrolit. Vậy thì việc mưa tập trung vào một mùa có ảnh hưởng tới đất như thế nào? Việc mưa tập trung vào một mùa sẽ làm cho đất Ferrolit đỏ vàng ở miền nhiệt đới dễ bị xói mòn, rửa trôi hoặc thoái hóa nếu không được cây cối che phủ và canh tác không hợp lý. Vậy thì tại sao khí hậu nhiệt đới có hai mùa mưa và mùa khô rõ rệt lại là nơi tập trung đông dân trên thế giới? Vùng nhiệt đới thích hợp cho việc trồng nhiều loại cây lương thực và cây công nghiệp. Việc chủ động được tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp phát triển nên đây là một trong những khu vực tập trung đông dân trên thế giới. Có thể được trồng được nhiều loại cây lương thực như là lúa, ngô, khoai, sắn và nhiều loại cây công nghiệp như là cao su, cà phê, tiêu, điều, cacao và chè. Các em hãy đọc nội dung trong sách giáo khoa và cho biết tại sao savan và nửa hoang mạc ở vùng nhiệt đới ngày càng mở rộng. Do lượng mưa ít, do con người phá rừng và cây bụi để lấy gỗ, củi hoặc làm nương rẫy đã làm cho đất bị thoái hóa dần và cây cối khó mọc lại được. Vậy thì chúng ta cần có những biện pháp thiết thực nào để bảo vệ rừng? Những biện pháp mà chúng ta có thể làm được để bảo vệ rừng đó là trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc, nghiêm cấm các hành vi chặt phá rừng trái phép
đốt rừng làm nương rẫy và tuyên truyền ý thức bảo vệ rừng. Đây là nội dung ghi bài của các em ở bài 6, Môi trường nhiệt đới. Các em sẽ ghi nội dung này vào vở ghi của mình. Cô sẽ có một số câu hỏi để các em củng cố lại bài học ngày hôm nay. Các em sẽ chọn đáp án đúng cho các câu sau. Câu 1. Môi trường nhiệt đới nằm trong khoảng. Đáp án chính xác là câu B. Vĩ tuyến 5 độ đến chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam. Câu 2. Đặc trưng của khí hậu nhiệt đới là. Đáp án là câu C. Nhiệt độ cao quanh năm, trong năm có một thời kỳ khô hạn từ 3 đến 9 tháng. Câu 3. Thiên nhiên môi trường nhiệt đới chủ yếu thay đổi theo. Câu D là đáp án đúng. Thay đổi theo vĩ độ và theo mùa. Câu 4. Đi từ vĩ tuyến 5 độ về phía hai chí tuyến, các thảm thực vật của môi trường nhiệt đới là. Câu B là đáp án chính xác. Rừng thưa, savan, nửa hoang mạc. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô có một số nội dung cần dặn dò các em như sau. Các em sẽ hoàn thành nội dung của bài vào trong vở ghi, làm bài tập 4 trong sách giáo khoa trang 22 và xem trước bài 7, Môi trường nhiệt đới gió mùa.